Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer cũng như là DTN Gamer Live anh em nhé. Và hôm nay thì là ngày đầu tiên của event Tết nên là có một số điều rất là thú vị mình muốn giới thiệu với anh em. Trước tiên á là cái event này nó rất giống event băng tuyết ha. Event uh, Noel vừa rồi ấy, thì anh em vẫn sẽ vào map có tỷ lệ gọi là 50% gặp con boss đó và đó là boss thường. Còn nếu như mà anh em mà muốn gặp boss tinh anh thì anh em có thể tạo một phòng sau đó thì mình vào cái map gọi là rừng uh, tĩnh lặng anh em có thể gặp 100% boss hoặc là anh em vào BT của những người khác ha thì nó sẽ tốt hơn và cách tốt nhất để chơi thì chúng ta sẽ chơi những cái class mạnh hoặc là chúng ta sẽ có bạn bè vào kéo thì cho anh em và nếu anh em may mắn thì anh em sẽ nhận được một cái trang bị đó chính là chuông an nhiên g này và nó sẽ có một số cái ảnh hưởng rất là thú vị về game và mình nghịch khá là vui được cho anh em rồi bây giờ thì uh, đầu tiên thì nó sẽ có tác dụng như thế nào thì mình sẽ bỏ bớt một số đồ đó rồi thì cái này nó có một cái thuật nó tên là thuật quả cầu lửa màu thì cái chiêu này có tác dụng như sau thuật quả cầu lửa trở thành bom pháo hoa phát nổ nhiều lần sau khi rơi xuống vị trí mục tiêu gây sát thương lửa đóng băng và điện kích ngẫu nhiên được chưa anh em và bây giờ nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ gây những cái sát thương ngẫu nhiên điện tích lửa hoặc là cái này nọ đó nói chung là đa dạng ha. hình xui random và thông thường thì cái chiêu thức nó là chiêu thức này nè đó đôi khi thì lúc anh em sử dụng thì nó sẽ chỉ được như thế này thôi được chưa anh em nó như thế này thôi đấy còn khi mà chúng ta có cái Uh, dây chuyền này vào thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ phong cách như thế này. Được chưa anh em? Được chưa anh em? Đó thì nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ nổ như vậy. Và lâu lo lâu nó nổ sắc thương thì nó sẽ nổ những sắc thương ví dụ như có thể là điện, có thể là lửa, có thể là băng tùy mục đích, nói chung là hên xui. Được chưa anh em? Và đó thật ra anh em thì cũng hơi thất vọng khi mà chúng ta không có một cái vũ khí đỏ trong dịp Tết mà lại là một cái dây chuyền. Khá là hụt hẫn anh em nhá. Nói. ngoài ra thì có một điều cũng rất là đáng buồn khi mà mình có một cái đôi giày ở đây nè thì uh, trong đầu mình nghĩ là có lẽ nào là mình biến thành một cái cục uh, một cái cục này rồi mình nhảy tới không? Nhưng rất tiếc là nó không có tương tác chung với lại cái giày được anh em nhé. Cái giày nó tác dụng riêng và cái uh, dây chuyền tác dụng riêng nên khá là buồn. Nhưng mà mình nghĩ ra một số cách gọi là uh, lối build khá thú vị về về cái cái này. Chưa chắc là mạnh nhưng mà chơi thì nó sẽ vui. Nên là hy vọng anh em sẽ gặp trong mấy video sau nhé. anh em là chưa biết cái giày này có tác dụng gì thì cái giày này chơi cũng khá là vui nha. Cái giày này nó cũng thay đổi về thuật quả cầu lửa nhảy nè anh em và tác dụng của nó là mình sẽ biến thành cục lửa và nó sẽ nhảy tương tương và giả sát thương chịu đựng trong thời gian ví dụ như thế này khi mà mình mang cái đôi giày vào thì nó sẽ như thế này đó mình sẽ nhảy cả tưng cả tưng thế này à, rất là vui anh em ha và thật ra test sát thương cũng ok lắm á nếu anh em build sát thương cũng ok lắm á không biết có áp dụng được như nhiều trường hợp không nhưng mà trước mắt thì chơi nghịch rất là vui ở anh em đấy và tiếp theo thì uh, mình tưởng là kết hợp lại được nhưng mà rất tiếc thì kết hợp lại thì nó lại ra thế này hơi chán anh em nhỉ uh, hơi chán Hơi chán Đấy. rồi nói chung là những anh em nào mà thích sưu tầm đồ đỏ thì đây một thứ này có thể sưu tầm được cũng khá là vui còn áp dụng vào thực tế mà gây thương sát thương thì mình nghĩ là cũng không tệ lắm nhưng mà nó lại không quá đặc biệt ha không quá đặc biệt tại vì thông thường cái chiêu này nó là chiêu gây sát thương cộng dồn cho những cái kỹ năng khác cơ chứ cái quả cầu lửa này thì về sau cũng ít người dùng ha chủ yếu là dùng trong sạch đồ lửa hoặc là một số đường chơi nút đam á mình mình combo ra trước sau đó để cái kêu khác nó kích hoạt cái hoạt nổ cho anh em nên là cũng tùy cũng kén ví dụ như anh em chơi pháp sư lửa thì mình nghĩ là chắc đây sẽ không sử dụng như này ha nếu chơi pháp sư nguyên tố hoặc là xạ thủ lửa thì mình nghĩ là có dùng nên được chắc là mấy anh em xạ mấy anh em chơi xạ thủ lửa chắc cũng thích lắm á. còn cái gì thứ hai mình nghe đồn là nó random và nếu như anh em dính loại lửa như mình thì mình nghĩ là khá đẹp nè nên dễ chơi nè và thứ ba đồng bánh liền mình nghĩ cũng ok luôn tại bên này tăng sát thương bộc kích mình nghĩ là cái duyên này chắc là hợp với lại xạ thủ lửa luôn chắc thằng khánh nó thích lắm á nhưng mà không có đâu em cái này là của anh được chưa rồi bye bye hẹn gặp lại anh em các bữa sau nhé cảm ơn anh em đã theo dõi được chưa anh em Bye bye. Chúc anh may mắn và đạt được những cái phần thưởng trong event này nhé.